Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Nông nghiệp Chân Tâm. Thì hôm nay Minh Khoa cùng đội ngũ kỹ thuật của Tiên Tâm tiếp tục có chuyến đi thăm và tư vấn cho các vườn bưởi da xanh đang theo quy trình chăm sóc của công ty Nông Tâm. Và chủ đề quay ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái quy trình mình bón phân, mình phun thuốc, dinh dưỡng cũng như phòng ngừa các loại sâu bệnh hại cho cái trái bưởi da xanh bưởi Tết giai đoạn 3 tháng rưỡi. Thì trong bạn đang xem, đây là vườn bưởi da xanh 500 gốc ở khu vực huyện Thới Lai của thành phố Cần Thơ. Và cây bưởi da xanh của mình hiện tại là năm thứ 7, thứ 8 rồi, đã bước vào kinh doanh. Và vườn bưởi này thì xả nhị vào khoảng độ tầm mùng 5 tháng 5 âm lịch. Tới nay là tầm gần rằm tháng 8, gần trung thu rồi. Thì hiện tại thì trái bưởi của mình nó đã được khoảng độ là 3 tháng rưỡi. Và hiện tại trái trên cây mà bà con mình đang thấy là trái hiện tại phát triển đang rất là đồng đều, da xanh, không bị dày vỏ, không bị sồ trái và phát triển bình thường. Trái mình rất là to, tròn và đều. Thì qua cái video này thì Minh Khoa sẽ cùng bà con tìm hiểu về cách bón phân của vườn này cũng như mình áp dụng cho các vườn khác. Thì một cái quy trình nuôi trái của cây bưởi xanh mình sẽ bao gồm các cái bước như sau. Về phần phân bón gốc thì chúng ta sẽ có 3 cái loại phân bón chính mà bà con mình cần phải lưu ý và cần phải bón đầy đủ cho cây bưởi da xanh chúng ta. Đó là phân NPK, là phân đa lượng, là phân hữu cơ và phân trung vi lượng. Đó là 3 phần về phân gốc. Về phần phun lá thì chúng ta sẽ có phần dinh dưỡng để mà phun lá. Thứ hai là ta có thuốc phòng ngừa sâu và các loại côn trùng chích rút. Và thứ ba là thuốc mình phòng ngừa nấm bệnh. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về từng cái phần một, từng cái sản phẩm, từng cái quy trình đã áp dụng cho vườn bưởi xanh mà bà con đang xem để bà con mình tham khảo áp dụng vào vườn bưởi của mình. Thì đầu tiên về phân bón gốc thì từ lúc mà cây bưởi da xanh của vườn xả nhị cho tới bây giờ thì mình áp dụng vào cái sản phẩm đa lượng là sản phẩm NPK 3:18 cân bằng dạng nguyên liệu cao cấp của công ty Nông Tâm. Về lý do tại sao mà chúng ta sử dụng cái phân bón 3:18 cân bằng. Thông thường trước đây thì giai đoạn mà trái non 4 tháng tuổi đổ về trước thì Minh Khoa hay tư vấn cho bà con mình sử dụng cái phân bón 20-20-15. Nhưng mà đối với những vườn bưởi mà đã bước vào kinh doanh năm thứ 7, năm thứ 8 thì năm nay là Minh Khoa có sự thay đổi, bởi vì cái phân 3:18 thì khi mà thực nghiệm ra trên các vườn bưởi da xanh thì Minh Khoa cảm nhận được và cái kết quả mang lại đó là trái bưởi da xanh chúng ta nó lớn đều hơn, nó tròn hơn và nó ít bị méo quả lệch tâm, cũng như cái cây bưởi da xanh của bà con mình lá nó xanh dày, nó khỏe hơn, bởi vì trong này chúng ta bổ sung đầy đủ cái hàm lượng đạm, lân và kali cân bằng với nhau là 18% đạm, 18% lân, 18% kali và mình bón. Thì đối với vườn bưởi mà con đang xem, Minh Khoa đang cho bón với cái định kỳ là khoảng tầm 1 tháng mình bón phân một lần. Và cái hàm lượng mình bón đối với một cây mà mang dưới 100 trái thì Minh Khoa đang cho bón từ 300g cho tới 500g. Thì tại vì mỗi một vườn bưởi da xanh của bà con mình sẽ có một cái sức khỏe, một cái tình trạng cây nó khác nhau, cho nên là mình cũng khó nói hết được là mình sẽ bón bao nhiêu là nó vừa đủ. Tại vì đối với phân bón NPK, bà con mình nên bón vừa đủ thôi. Tại vì khi bà con mình bón thừa phân NPK thì thứ nhất là nó lãng phí cái chi phí chăm sóc của bà con mình. Thứ hai, khi mình bón thừa phân NPK dễ dẫn tới cái tình trạng là trái bưởi da xanh của bà con mình nó bị dày vỏ hay nó bị sồ trái, trái mình nó quá lớn. Còn mình bón thiếu quá thì nó sẽ không phát triển. Cho nên là tùy vào mỗi một cây về cái hệ rễ, về cái chất đất của vườn và cũng như cái số lượng trái trên cây và cái sức khỏe của cây mà bà con mình có cái lượng bón khác nhau. Thì bà con mình cứ để ý cho Minh Khoa này, khi bà con mình bón phân vào và mình kiểm tra trong vòng 5-7 ngày sau, mình thấy cây của mình, cái trái của mình á, nó phát triển đều, phát triển tốt. Tại vì giai đoạn trong 4 tháng đầu tiên thì cây bưởi da xanh chúng ta nó cần phát triển về cái đường kính của trái, về cái chiều cao của trái, về kích thước của trái và cũng như về cái độ nặng của trái. Cho nên bà con mình cảm thấy là khi mình bón phân xong, trái mình nó lớn đều thì như vậy là đủ. Thì đối với một cái cây bưởi da xanh mà tầm mà dưới 100 trái, từ 50 tới 100 trái thì Minh Khoa thường cho bón là từ 300g cho tới 500-600g là vừa đủ. Ví dụ bà con mình mỗi cây nuôi 50 trái thì bà con mình bón tầm 300g thôi là đủ rồi, không cần bón nhiều.
Và cái này là bà con mình cũng cần phải lưu ý là cái NPK mà mình bón là phải cái dòng NPK chất lượng. Nguyên liệu của mình là những nguyên liệu mà dễ hấp thu. Ví dụ như sản phẩm bao số 18 của công ty Đông Tâm thì Minh Khoa công ty đang sản xuất với các nguyên liệu rất là cao cấp, như đạm thì mình dùng đạm amon, đạm nitrat, rồi lân thì mình sẽ dùng các lân cao cấp ở trong dòng MAB. MAB là nguyên liệu để làm nên phân bón lá mà chứa gốc lân, cho nên hấp thu rất là cao. Còn kali thì trong này hoàn toàn mình dùng là kali sunfat K2SO4, cho nên khả năng hấp thu cái cây của mình rất là cao. Cho nên rất nhiều bà con mình khi mà mình bón phân NPK với một cái hàm lượng nhiều nhưng trái bưởi da xanh của bà con mình nó không lớn, nó không phát triển lại được, thì cái này bà con mình có thể là lưu ý mình xem lại về cái NPK của mình bón nó đã chất lượng chưa, nó hòa tan có tốt không, và cây mình hấp thu được tới đâu, và nguyên liệu cái NPK đó là nó làm từ cái gì. Cái đó là công ty phải công bố đầy đủ để bà con mình dễ dàng nắm phải. Còn đối với sản phẩm của công ty Đông Tâm thì bà con mình bón với định lượng tập 300g trên 50 trái là trái phát triển rất là to, rất là đều. Trái bưởi Tết, đặc biệt ở miền Tây thì thương lái họ rất chuộng trái bưởi mà to, to nhưng phải tròn đều và không được dày vỏ, không bị sổ trái nha bà con. Da phải căng, phải bóng, và nhân của mình phải lớn, phải nặng và phải ngọt. Trái to thì bưởi Tết bán rất là chạy, bởi vì chưng mà, khi mà mình chưng thì trái bưởi mình nó to, nó tròn đều, nó đẹp, thì mình chưng lên trên các cái bàn thờ thì nó cũng rất là đẹp. Đó là về cái phân bón NPK. Và đối với sản phẩm NPK 3 số 18 của công ty Đông Tâm thì công ty Đông Tâm có thể gửi tới tận tay, tận vườn bà con mình. Dù bà con mình mua từ 1 bao, 2 bao hay là bao nhiêu bao thì công ty Đông Tâm đều ship được tới tận vườn cho bà con của mình hết. Đó là cái ưu điểm của công ty Đông Tâm, là về vấn đề giao hàng. Bao nhiêu thì công ty Đông Tâm cũng sẽ giao tới vườn cho bà con của mình được. Thì bà con mình cứ cần mua là cứ liên hệ Minh Khoa, là Minh Khoa sẽ gửi được cái phân 3 số 18 cho bà con mình để nuôi trái trong giai đoạn tháng thứ tư đổ về trước. Còn qua giai đoạn tháng thứ năm thì lúc đó mình sẽ bón phân cái công thức khác để mà mình vào nhân nuôi trái. Đó là về cái sản phẩm mà NPK đa lượng. Về trung vi lượng thì trước khi mà xả nhị thì mình đã cho vườn bón trung vi lượng một lần với liều lượng là 500g cho một gốc trung vi lượng Combi Plus. Thì trung vi lượng mình khi mình bón trước khi xả nhị thì sẽ giúp cho cái trái bưởi da xanh của mình nó hạn chế được tình trạng bị méo quả, bị lệch tâm do thiếu hụt trung vi lượng. Và khi cây bưởi da xanh chúng ta mà thiếu hụt trung vi lượng thì lúc đó cây bưởi của mình nó cũng sẽ là gặp rất nhiều vấn đề và rất dễ bị nhiễm các loại bệnh khác, thì bà con mình cố gắng mình lưu ý. Và sau khi mà bưởi của mình xả nhị xong thì tầm 3 tháng là Minh Khoa sẽ cho bón lại một cử trung vi lượng để giúp cho trái bưởi da xanh của mình nó cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, nó xanh trái, nó mỏng vỏ, nó tròn đều và nó hạn chế tình trạng nứt trái cũng như là những cái dấu hiệu bị ảnh hưởng tới chất lượng của trái bưởi da xanh. Thông thường thì trung vi lượng từ 2 đến 3 tháng thì Minh Khoa sẽ bón một lần. Giai đoạn sau xả nhị thì Minh Khoa cho bón cái liều lượng thấp hơn thôi. Mỗi gốc từ 200 cho tới 300g mình bổ sung trung vi lượng, và mình có thể kết hợp, mình trộn chung với lại phân NPK để mình bón. Trung vi lượng thì không cần tháng nào mình cũng bón, mà cách khoảng độ tầm 2 đến 3 tháng mình bón một lần, tùy vào điều kiện và tùy vào cái lượng trái cây của bà con của mình. Thì bà con mình có thể là mình bón trung vi lượng Combi Plus để cho trái bưởi xanh của bà con mình nó đạt. Còn về vấn đề hữu cơ, hữu cơ thì mình bón hữu cơ là để giúp cho cái cây bưởi da xanh của chúng ta nó sẽ phát triển về bộ rễ, tạo độ tơi xốp cũng như mà tạo một hệ vi sinh vật tốt nhất cho cây bưởi da xanh của bà con mình, để hạn chế tình trạng cây của mình bị suy. Thì bà con mình có thể tham khảo các dòng hữu cơ của công ty Đông Tâm, như sản phẩm hữu cơ bao là hữu cơ O3, mình rải để mà cung cấp cái hàm lượng hữu cơ cho cây, hay là cái dòng hữu cơ dạng tưới, xô hữu cơ O1, mình tưới để mà cung cấp cái thành phần hữu cơ cũng như là những cái thành phần đa lượng, trung vi lượng dưới dạng hữu cơ, và kết hợp khi mình tưới cái hữu cơ O1 thì sẽ giúp cho bộ rễ cây của bà con mình nó phát triển một cách tốt nhất. Đó là về phần hữu cơ. Rồi về phần phun dinh dưỡng ở trên lá, trên trái để giúp cho trái bưởi của mình nó lớn đều thì công ty đang Nông Tâm đang áp dụng vào, đó là sản phẩm, bộ sản phẩm là Green Multi, là sản phẩm chứa hàm lượng NPK dạng gel mình nhập khẩu từ Tây Ban Nha, có chứa thành phần là 20% đạm, 20% lân và 20% kali, kết hợp với đó là 6% canxi và 3% magie và một số trung vi lượng khác để mà cung cấp dinh dưỡng một cách tối ưu cho cây bưởi da xanh của bà con mình, giúp cây bưởi da xanh của mình nó lớn trái, nó đẹp trái và nó tròn đều.
Rồi một sản phẩm tiếp theo ở trong combo này là mình áp dụng vào, đó là sản phẩm amino rong biển. Thì sản phẩm amino rong biển thành phần của nó ngoài thành phần đa lượng là 8% và 6% ra thì mình còn bổ sung rất nhiều cái axit amin và các amino cái rong biển để giúp cho trái bưởi mình nó xanh da, nó bóng và nó phát triển lớn đều. Đó là trước đây thì mình có hay cho dùng sản phẩm axit amin dạng nhập khẩu nhưng mà thành phần giá cả nó cũng cao quá, thì cái đó mình sẽ áp dụng vào những tháng cuối cùng để nó bóng da, còn những cái tháng đầu thì chúng ta dùng cái amino rong biển thôi là cây bưởi xanh của mình nó đã phát triển rất là tốt rồi. Rồi một cái sản phẩm tiếp theo trong cái combo này đó là sản phẩm trung vi lượng combi thái. Thì mỗi một cữ phun như vậy thì mình đều kết hợp vào hết, cứ hai gói green multi cộng với một chai amino rong biển cộng với bốn gói combi thái mình sẽ pha được với là 800 lít nước tương đương là 4 phi. Chi phí thì nó cũng rẻ thôi bà con, nó 100 mấy chục ngàn một phi thôi, và mỗi một tháng như vậy thì mình phun từ 2 tới 3 lần nha bà con, từ 2 đến 3 lần là mình phun để mà cung cấp dinh dưỡng dễ tiêu ở trên lá và trên trái, giúp cho bưởi xanh của mình nó phát triển một cách đồng đều, một cách tốt nhất, một cách đẹp nhất. Thì qua video này thì mình qua đến thăm vườn ở khu vực Thới Lai, Cần Thơ để quay bọn xem một vườn bưởi xanh mang trái và đang nuôi trái 3 tháng rưỡi, thì trái rất là đẹp và nói chung là tình trạng cây rất là ổn, và cũng chia sẻ bà con về cái quy trình bón phân, phân gốc, về phân NPK, phân trung vi lượng, rồi phân hữu cơ, rồi các cái bộ dinh dưỡng để mình phun ở trên lá cho cây bưởi da xanh của mình nó phát triển một cách đồng đều, một cách tốt nhất. Thì ở trong những video sau thì mình Khoa sẽ quay về vấn đề phòng ngừa sâu hại, vấn đề phòng ngừa bệnh hại trên cây bưởi da xanh trong giai đoạn mà bưởi da xanh 3 tháng rưỡi để bà con mình dễ dàng mình nắm và chăm sóc được cây bưởi da xanh. Thì thông qua video này thì mình Khoa cũng hy vọng là sẽ mang lại những cái kiến thức bổ ích cho bà con trồng bưởi da xanh. Và nếu bà con mình có thắc mắc về kỹ thuật, có cần liên hệ để mà tư vấn vườn hay là muốn mua những sản phẩm của công ty Đông Tâm thì bà con mình có thể liên hệ Minh Khoa qua số hotline 0988 668 991. Và bà con mình có thắc mắc hay là muốn yêu cầu Minh Khoa làm về chủ đề gì trên cây bưởi da xanh thì bà con mình cũng có thể để lại bình luận hoặc là nhắn tin với Minh Khoa qua số điện thoại trên. Và khi bà con mình xem thì hãy nhấn đăng ký kênh để sau này khi Minh Khoa ra những video mới bà con mình dễ dàng nhận được thông báo. Rất cảm ơn bà con đã theo dõi video và hẹn gặp lại bà con trong những video sau.